Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình nha. Thì giờ này cũng tối rồi nha mọi người, cũng khoảng 21 giờ tối rồi. Thì mình cũng đang gắp máy cho khách đây. Đây. Phía sau đó thì mình đang cài máy cho khách. Thì sẵn đây thì mình cũng muốn giới thiệu với mọi người về một cái combo phần cứng máy tính để anh em có thể là thay thế cho cái linh kiện máy tính bàn của nhà mình đó. Nó có thể là nó bị hư hỏng, có thể là nó bị hư men, hay là hư một cái linh kiện nào đó mà máy mình có thể là không sử dụng được nữa. Thì mình có thể là mình sử dụng cái combo phần cứng này, có thể mình thay thế vô để mình sử dụng nó tốt hơn nha. Thay vì anh em đem ra tiệm thì có thể là nó tốn phí cao hơn nha. Thì ngay sau đây tôi sẽ giới thiệu với mọi người một cái số phần cứng nha. Hôm nay thì mình giới thiệu với mọi người là một cái combo gồm có là cái men G31, rồi một cái con CPU Core 2 với một cái fan tản nhiệt CPU và RAM 2GB nhé mọi người, RAM 2GB 2 cây như thế này đây. Thì men thì có kèm theo cái chặn men nhé. Đây, cái combo như thế. Thì với combo như thế này đó thì anh em có thể là mình thay vào cái máy bàn nhà mình á, có thể là nó bị hư hỏng rồi, nó không hoạt động được nữa, có thể là do bị hư cái men hay là hư một cái linh kiện nào đó, hư RAM chẳng hạn. Thì mình có thể mình mua nguyên cái combo này về mình gáp vào. Thì chỉ cần mình gáp cái nguồn vào, mình cắm nguồn vào rồi mình cắm ổ cứng vào thì mình có thể sử dụng được nha. Để giảm chi phí cho anh em thì cái combo này chủ yếu là mình sử dụng cho cái công việc văn phòng, người học tập, giải trí, lướt web rồi YouTube rồi vân vân nha. Nếu như anh em có nhu cầu mà cấu hình mạnh đó, chơi game đó, thì có thể liên hệ trực tiếp với mình có thể tư vấn thêm cho anh em nha. Thì với combo như này thì giá rẻ à. Nếu như anh em nào cần thì liên hệ với mình thì mình ship cho anh em, rồi ship code toàn quốc luôn nha. Thì giá là cực rẻ luôn, mình để giá cực rẻ cho anh em luôn. Đây. Nói chung là hàng bên mình thì ok ha, nó còn tương đối đẹp này. Đấy. Hàng cũng tương đối rất là đẹp. Có những cái linh kiện thì nó còn đẹp hơn nữa nha mọi người. Nhưng mà cái này thì nó cũng tương đối thôi. Đấy. Mình cũng đã gáp sẵn rồi này, mình gáp sẵn như thế này rồi, gáp fan, gáp CPU rồi vô, rồi keo tản nhiệt rồi mình tra sẵn vào, gáp RAM rồi mình test chạy ok rồi thì mình gửi nguyên cái gì cho anh em nè. Rồi về mình thay thế vô cái trong cái thùng máy của mình là mình sử dụng tiếp tục nữa nha. Nó vừa rẻ và vừa tiện lợi nữa nha. Thay vì anh em có thể là thay từng cái linh kiện thì có thể là cái giá nó cao hơn. Thì anh em có thể cân nhắc nha, coi mình thay thế như thế nào đó nó cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Rồi nếu cần thì cứ liên hệ với mình ha, rồi mình có thể là mình cung cấp cho anh em và tư vấn thêm cho nha. Cảm ơn mọi người đã xem cái video của mình nha. Chúc mọi người luôn vui khỏe và thành công.